Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng vừa có công văn về việc thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Theo đó, đối với người lao động có giao kết hợp đồng lao động làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giáo dục, giao thông vận tải, viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch, người sử dụng lao động, các sở liên quan triển khai theo kế hoạch 135 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, giao các phòng giáo dục đào tạo triển khai theo kế hoạch 135 đối với lao động là giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, giao Ủy ban Nhân dân xã, phường triển khai theo kế hoạch 135 với lao động là nhân viên, bảo mẫu nhóm trẻ, lái xe, phụ xe, các tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi, người lao động làm việc ở các khu điểm du lịch, các điểm kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm, các cơ sở lưu trú dưới 20 phòng, người bán vé số.